cho các bác và anh em. Anh kết cặp loa bố số Zibel 465 hạt siêu lướt. Với kính con tất cả bác nhá. Chào mừng tất cả bác là những người đam mê loa Mỹ và yêu say đắm chất âm của loa Mỹ. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu đến toàn thể các bác về một mẫu loa Mỹ đến từ thương hiệu JBL. Model là 465, một dòng loa sử dụng bass 40 tép kèn. Thế đây là đời 4 số. Dòng này là dòng loa gọi là dùng siêu lướt nhá, không phải hàng bãi mà hàng mới qua sử dụng. Do vậy độ đẹp, độ chất nó đạt tới 98-99%. Tức là bên ngoài này có thể nó bị lăn tăn một chút gì đó, bị sứt nhẹ, bởi vì trong quá trình vận chuyển mà nó sẽ bị sứt nhẹ. Và những cặp loa này nó được ship trực tiếp từ EMA, do vậy nó rất đẹp và rất là chuẩn chỉ. Tức là đây là những đôi loa được tháo trực tiếp từ những phòng hát VIP của nước ngoài về nhé. Do vậy là nó chưa bị đẩy ra bãi. Khi mà chưa ra bãi có nghĩa là nó chưa bị mưa gió hoặc là chưa bị vấn đề gì đó ABCD, tức là nó còn ngon này, đang chạy bình thường như nhà mình này, người ta thanh lý thôi. Thế đây những cặp loa JBL 465. Đôi loa này em bán cái mới cái giá là nó dưới 30 triệu. Và khẳng định bác những dòng 4 số này thì nó sẽ hơn những dòng 3 số như 825 hay là chắc chắn 525 sẽ hơn này, 925 hơn. Mà bây giờ ví dụ như một đôi 925 ấy, nó là đẹp đẹp ấy, thì bác phải mua cũng tầm 25 26 triệu đúng không? Nhà đẹp. À, tuy nhiên chất âm của loa 925 nó hay rồi, nhưng bây giờ này nó đời cao hơn. Kể cả về thiết kế thùng này, bát mới hơn. Chất âm hay hơn, nó dòng 4 số, được nâng cấp từ cái dòng 3 số và thùng thiết của nó có thể nó đẹp sắc sảo luôn. Cái dòng này là thùng gỗ nhá, và thùng gỗ này và bọc da. Da nó là da rất là mịn và bóng. Cái dòng loa này là không thể tân trang được nhá. Nếu sứt sẹo là để nguyên thôi. Bởi vì không, mình không có khả năng để tân trang lại được nó. Một đồ tây nhá. Đồ tây đây. Có cái đồ về vì cái căng nó có thể bị sứt một chút thì đây là vận chuyển nhá. Và các cụ thường nói là tiền nào vải đó nhá. Tiền nào vải đó. Thì đây những đôi loa. Và mấy hôm nay em cũng đã xem một số clip ấy, là có một số anh em người ta bán cái dòng loa JBL 465 này, nó bị lai tép nhá. Khẳng định bác lai tép, thứ hai là bát rất là tàu rồi. Thì em sẽ bóc cho bác ngẫu nhiên 4 của loa này để các bác có thể xem qua clip này, mình tham khảo đâu là hàng chuẩn và đâu là hàng chưa chuẩn. Và chưa chuẩn thì giá nó sẽ khác bác nhé. Hàng chuẩn nó sẽ khác, bởi vì loa Mỹ nó thế. Loa Mỹ là thể hiện cái phong cách đẳng cấp cũng như sự hiểu biết của người chơi loa Mỹ. Thì em quay những cái bát đấy, thì em thấy một số anh em người ta bán này, bát này bị lai rồi. Bát này nó là lai thằng 938 sao đấy, chứ không phải dòng xịn 4 số nhá. Nó chưa có một tí ố nào. Bạn nhìn này, từ những cái từ nó chưa có một cái ố nào. Và thậm chí ở bên trong lỗ này nó có cả bông thu âm, bông chắn bụi luôn này. Bông chắn bụi. Đấy. Khung xương của nó còn sáng quắc. Đấy, mã số vàng đầy đủ. Và keo của thằng này nhá, keo của nó. Keo nó là keo, nó keo của nó ấy, nó là keo hơi vàng, keo cổ ấy. Gần như nó đồng với cái nhện kìa. Anh em nhìn chưa? Đấy. Bóng liếng, đây một quả bát nhá. Mà cái dòng này chưa có tí bụi nào bám vào. Bát nó còn hồng đúng không ạ? Đẹp lắm, nó chung là đẹp. Đấy. Đấy, chưa bị tàu, tức là khi chưa bị tàu, chưa bị oxy hóa cái thành loa này thì những cái giòn này bác. Khi mình nhìn nó không bị có cái phấn trắng máu đây. Đấy. Thùng thiếc nó này, còn ngon này cành đào. Bông thơm sáng quắc luôn. Sáng trưng luôn đấy đúng không ạ? Đấy. Phân tần. Mấy đét, cái này gọi hàng siêu lướt bác nhá. Đây bạn nhìn đây, 10 con bát như một luôn, em quay bác xem luôn. 10 con bát như một luôn. Tháo bốn đôi ngẫu nhiên rồi bác nhá. Bốn đôi ngẫu nhiên. Đấy, đẹp như này mà. Đẹp như này luôn, đúng không ạ? Quả bát này cũng vậy bác nhá. Đấy. Và cái tép của nó mới đời này bác nhá. Thì bác nhớ này. Đầu tiên nó phải có cái tem đít này, 2416H gạch ngang 1, đúng không? 38D và có dấu
quan trọng cái dấu nhá. Đây là cái dấu này, và bác nhìn thấy cái từ này nó còn sáng quắc, từ sáng quắc đấy, bao zin tuyệt đối bác luôn đấy, từ cái thanh thép này. Và là, cái dòng này nó chỉ có một cái mã thôi nhá, một mã thôi đấy, không có hai đâu đấy. Qua một số anh em mà ta bán like tép bạn, like tép của dòng 8 sang chứ không phải dòng bố số nhá, thế là vất đi đấy. Đây em làm cho bác kỹ xem, như cổ tép sáng quắc luôn, từ tính sáng quắc đây, bao zin tuyệt đối bác luôn. Đây cổ tép thứ ba cũng thế nhá. Đấy. Đấy. Đấy, anh em xem có thể cái cổ luôn, nó mới như này bác này, này nghe thì chất lắm, hết điểm luôn. Đấy, các cụ ở tiền nào vải đó bác nhá, tiền nào vải đó, cho nên là bác cũng đừng nên nhầm lẫn, không, mọi sự so sánh là khập khiễng ạ. Đây, để tép này. Đấy. Tất cả nhìn đều có một mã số đóng này, nó không đóng hai bên đâu. Đấy, nhìn nhá. Đấy, bác nhìn tép này, cái mã 29 đúng không? 29 Pro đồ biết này. Đấy. 29 này. Đúng chưa? 29 này. Đấy. Còn nguyên cả bông trong này. Và những cái bát đẹp như này đúng không? Đẹp như này cơ mà. Mà em quay bác xong về phía sau đây. Đấy. Cái này là 455, đó rất là cao. Rất cao các nhá. Tiếng nó hay lắm, nói chung nghe con này tiếng nó vừa bát vừa mạnh ngọt, hát ok thì phê. Bò chèo bò lái cô gái bước sang sông. Để bao chàng ngẩn ngơ, để bao chàng làm thơ cô gái bước lên bờ. Để bao chàng tình si, để bao chàng làm ngơ cô gái bước lên bờ. Để bao chàng thần thơ, để bao chàng làm. Mời một đôi luôn nhá, mời một đôi luôn. Quá phê, mời một đôi. Đẹp như tranh, có lẽ gần như thì bếp đấy. Bên ngoài ra ngoài em còn dòng loa như là 826 này, 938, 838 và 835. Hai em về một đôi nữa mà. CZ TL25 2340. Đây giá em này trên 20 triệu xuất nhá. Giá là cao. Đúng không? Đấy. Lưu ý nhá, đây dòng loa chuẩn. Nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng, mà nay đâu ngờ biệt ly em chớ buồn làm chi. Why? Thôi anh hãy về đi, anh chớ sầu bi, mới tình còn mãi chia ly. Từ khi mới gặp em yêu thật đậm đà. Mọi thông tin mua sắm các bạn hãy hẹn em số điện thoại 0936 583 410. Em giao hàng toàn quốc nhá, dưới 31 triệu một chút thôi. Đấy. Và trước khi em mua bác chuyển khoản em trước 1 triệu nhá. Anh có chào bác.